Xin chào tất cả mọi người, chào mọi người đã đến với video ngày hôm nay. Các bạn thấy là sau tuần đầu tiên của tháng 7 cực kỳ biến động thì thời điểm hiện tại thị trường cũng đã có xu hướng tích cực hơn. Tuy nhiên điều này thì cũng không có nghĩa rằng là chúng ta sẽ có thể chủ quan trong thời gian sắp tới. Vậy thì thời điểm này chúng ta sẽ cần phải chú ý tới những thông tin gì thì mình sẽ tổng hợp và phân tích với các bạn trong video ngày hôm nay. Ok, trước khi đi vào nội dung chính của ngày hôm nay thì có một số bạn có nhắn tin hỏi mình liên quan đến việc cách thức để tham gia nhóm Telegram của anh Review Capital. Thì ở thời điểm hiện tại, bên cạnh cái việc hold coin thì trong giai đoạn này xu hướng của altcoin đang có khá nhiều sóng để chúng ta có thể trade lướt được. Và trong thời điểm hiện tại thì bản thân mình cũng đang dành khá nhiều thời gian để trade những cái lệnh scalp với cả altcoin, bởi vì thời điểm hiện tại các bạn thấy khi mà chúng ta dự đoán trúng cái xu hướng của altcoin thì cái tỷ ROI của những cái lệnh nó sẽ khá lớn khi mà cái sự dao động của thị trường hiện tại nó đang tương đối là mạnh. Ngoài thị trường crypto ra thì nếu như các bạn đang giao dịch vàng và ngoại hối thì các bạn cũng có thể tham khảo nhóm Telegram của AI Trading hiện tại. Hiện tại thì trên nhóm sẽ update cho mọi người đầy đủ những thông tin liên quan tới thị trường này. Thì cái đường link tham gia của cả hai nhóm mình sẽ để bên dưới phần mô tả của video. Nếu như các bạn cảm thấy phù hợp thì các bạn có thể tham gia. Ok, chúng ta sẽ quay trở lại với cả nội dung chính. Thì trong khoảng một tuần trở đây chúng ta có thể thấy rằng là altcoin cũng đã bắt đầu có cái sự hồi phục trở lại, và cũng có khá nhiều bạn đang nôn nóng hỏi mình là liệu chúng ta có nên vào hàng con này hoặc là con kia không. Thì ở thời điểm hiện tại mình cho rằng là xu hướng của thị trường hiện tại vẫn đang chưa thực sự là rõ nét, và các bạn có thể thấy rằng là trong giai đoạn này thì chúng ta vẫn đang chứng kiến cái xu hướng của Bitcoin vẫn đang là xu hướng điều chỉnh. Vì thế thì nếu mà các bạn có vào hàng trong giai đoạn này thì các bạn cũng không nên vào hàng với cái volume khá lớn, thì nó sẽ tương đối là rủi ro. Trong những cái video trước thì mình đã cập nhật với các bạn, hiện tại đối với cả Bitcoin thì chúng ta cũng đang trong cái xu hướng gọi là thành lập mô hình hai đỉnh. Và hiện tại thì chúng ta đang hồi lại lên gần sát với khu vực 60.000 đô. Và cái khu vực này chính là khu vực quyết định xem cái xu hướng sắp tới của BTC như thế nào. Thế nên là trong trường hợp mà chưa có những cái xu hướng mới thì các bạn cũng nên thực sự là thận trọng trong cái việc đầu tư và giải ngân trong giai đoạn này. Mình cho rằng ít nhất chúng ta sẽ còn trải qua khoảng từ 2 cho đến 3 tháng mà thị trường sẽ tích lũy và sideways. Thế nên là chúng ta có thể cân nhắc, chúng ta chọn lựa những dự án thật là kỹ lưỡng, cũng như là chúng ta phân bổ vốn hợp lý trong cái giai đoạn gọi là tiền uptrend này. Nếu mà chúng ta nhìn sang chart của Bitcoin thì các bạn có thể thấy rằng ở trên chart ngày thì trong ngày hôm qua thì nến của BTC không thực sự là tốt khi chúng ta có một cây pin 3 rút dâu giảm. Đây cũng là một cái điều mà không quá bất ngờ khi mà phe mua hiện tại họ cũng đang gặp khá là nhiều những cái bất lợi khi mà ở trên chính là khu vực cản cứng vùng EMA 200 và cái mức đáy là khoảng vùng 58 đến 59 ngàn. Đó là còn chưa kể hiện tại thì cái mô hình hai đỉnh ở trên khung lớn như mình đã đề cập trước đó cũng vẫn còn đang đi tương đối là chính xác, và với cái mô hình hai đỉnh này thì nó vẫn sẽ có thể khả năng nó lại test lại cái đường kháng cự cũ một lần nữa trước khi có một cái xu hướng mới. Thì các bạn có thể thấy là mặc dù chúng ta đang có cái xu hướng hồi phục lên trên vùng 59.000 đô, nhưng nếu như không phá qua được khu vực này và quay trở lại trên mức 60.000 đô thì có khả năng là chúng ta sẽ chứng kiến tiếp một cái nhịp điều chỉnh giảm trong xu hướng ngắn hạn. Target là có thể rơi vào tầm từ 52.000 đô. Đó là lý do tại sao ở phần đầu của video mình chia sẻ với các bạn là chúng ta phải thận trọng trong cái giai đoạn này. Mặc dù là mình không nghĩ rằng là cú điều chỉnh này nó sẽ là một cú điều chỉnh sẽ khiến cho chúng ta đi vào downtrend, nhưng mà chúng ta cũng sẽ cần một khoảng thời gian sideways trước khi mà chúng ta có cái xu hướng hồi phục trở lại. Thì các bạn đều biết là trong tháng 7 thì chúng ta có những thông tin liên quan đến ETF Ethereum Spot hiện tại vẫn chưa được giao dịch, nên chúng ta cũng không chắc chắn được là cái xu hướng sắp tới trong tháng 7 nó sẽ là như thế nào. Nhưng mình hy vọng là xu hướng tháng 7 nó sẽ là xu hướng tốt khi cái thông tin ETF Ethereum cũng là một cái thông tin mà có thể khiến cho thị trường trở nên lạc quan hơn so với trước đây. Trước khi đến phần tiếp theo của video ngày hôm nay thì tài trợ cho ngày hôm nay đó chính là sàn giao dịch FXTM. Và như các bạn đều biết thì FXTM hiện tại họ đang có một cái sự kiện airdrop lên tới 50 USD tiền mặt cho những ai đăng ký qua đường link của anh Review Capital, và 10 người đầu tiên sẽ nhận được cái phần thưởng này. Thì để nhận được 50 USD tiền thưởng này thì các bạn chỉ cần tạo một cái tài khoản FXTM thông qua đường link của anh Review Capital. Sau đó các bạn thực hiện giao dịch một lệnh không bất kỳ giới hạn khối lượng là như thế nào. Sau khi hoàn tất xong, các bạn quay lại điền form biểu mẫu để có thể nhận giải thưởng. Thì phần thưởng này sẽ được trao trong 30 ngày sau khi kết thúc sự kiện. Thì đây là sẽ là cái phần thưởng dành cho những các bạn nào mà đến nhanh thì các bạn sẽ nhận được. Nên là các bạn nếu xem video này thì các bạn hãy thực hiện sớm được chưa ạ?
Còn với các bạn nào chưa biết về sàn FXMT thì đây là một sàn giao dịch được thành lập từ năm 2011 và hiện tại họ đã có mặt ở 180 quốc gia với hơn 4 triệu trader đang giao dịch trên nền tảng của họ. Và trên màn hình các bạn thấy đây chính là trang chủ của FXTM. Tại đây thì chúng ta có thể thấy giao diện sử dụng tương đối trực quan và cái nền tảng này cũng cung cấp những cái tài nguyên giáo dục như hội thảo trực tuyến, bản tin hàng tuần và video hướng dẫn để giúp cho các nhà giao dịch có thể cải thiện cái tính năng giao dịch hơn. Điểm mạnh của sàn FXTM đó chính là cái công cụ giao dịch với cái phí khá là thấp và chúng ta có thể sử dụng nó bẩy lên tới là 1/2000 và có thể điều chỉnh một cách tự do. Về giấy phép thì FXTM hiện tại được cấp phép bởi Ủy ban Giao dịch Tài chính FCS. Nếu như các bạn đang giao dịch ngoại hối và các bạn muốn trải nghiệm FXTM thì các bạn hoàn toàn có thể thử, thì cái đường link đăng ký mình sẽ để bên dưới phần mô tả của video. Quay trở lại với cả nội dung chính thì cái việc mà mình nói về Bitcoin có khả năng điều chỉnh nhẹ trong ngắn hạn thì ở trên on-chain cũng đang thể hiện cho chúng ta thấy có thể là khả năng này nó cũng sẽ xảy ra. Các bạn thấy là theo báo cáo của CryptoQuan tiết lộ rằng là cái chỉ số lợi nhuận và thua lỗ P&L đang dao động quanh mức trung bình MA 365 ngày. Và chúng ta có thể hiểu rằng nếu mà chỉ số này giảm xuống dưới mức trung bình động 365 ngày, Bitcoin có thể bước vào một cái xu hướng điều chỉnh. Những cái đợt điều chỉnh có thể kể đến như đợt Bitcoin trong tháng 5 đến tháng 7 2021 hoặc là đợt downtrend tháng 11 và tháng 12 của năm 2021. Ngoài ra thì có một cái biểu đồ khác, đó là chỉ số chu kỳ thị trường bull bear của Bitcoin cũng được cung cấp bởi CryptoQuan. Thì tại đây chúng ta có thể thấy rằng là chỉ số này hiện đang diễn ra theo cách tương tự như tháng 3 của năm 2020, tháng 5 của năm 2021 và tháng 11 của năm 2021, khi mà chỉ số này đã chuyển sang màu xanh và cái việc giảm xuống dưới cái đường trung lập có nghĩa là thị trường sẽ có thể chuyển sang giai đoạn điều chỉnh. Tuy nhiên thì cái điều mà chúng ta quan tâm đây đó là tính thời điểm. Các bạn nên nhớ rằng là hai đợt gần nhất mà chỉ số này chuyển sang màu xanh đó chính là thời điểm thị trường bước vào downtrend. Và như mình đã nhận định với các bạn, trong trung hạn và dài hạn hiện tại chúng ta vẫn còn một cái sóng uptrend chính của thị trường. Do đó thì đối với mình, khả năng cao mình sẽ so sánh với cái đợt COVID-19 khi mà chỉ số này đã chuyển sang màu xanh dương trong khoảng 2 tháng. Nhưng mà sau khi mà điều chỉnh khoảng 2 tháng thì các bạn đều biết là chúng ta bước đến một cái sóng uptrend rất là mạnh trong suốt năm 2020 và năm 2021, đúng không ạ? Tuy nhiên thì nếu mà chúng ta xét về thời điểm thì hiện tại nó cũng đang khá là hợp lý khi mà mình nghĩ rằng là trước mắt là chúng ta cũng sẽ chưa có thể nào có xu hướng tăng trưởng ngay mà rất có thể thị trường sẽ tiếp tục là điều chỉnh nhẹ. Và mình hy vọng và đây sẽ là cái pha điều chỉnh cuối cùng của thị trường trước khi mà chúng ta đi vào một cái sóng tăng trưởng lớn trong giai đoạn cuối của năm 2024. Ok, thì về mặt ngắn hạn thì thị trường vẫn đang trong xu hướng không thực sự là quá tốt. Tuy nhiên theo mình đây chỉ là cái cơn đau tạm thời thôi và những cái số liệu liên quan đang cho thấy rằng là thị trường đang rất tốt về mặt dài hạn. Cái dấu hiệu đầu tiên mà chúng ta có thể thấy dễ dàng đó chính là dòng tiền rất lớn từ các quỹ ETF Bitcoin Spot đang có xu hướng quay trở lại mạnh hơn sau khoảng một thời gian chỉ có bán để mà thăm dò thị trường, đúng chưa ạ? Các bạn thấy rằng là trong số liệu về dòng tiền ETF Bitcoin Spot ấy, thì chúng ta có thể thấy rằng là đã 4 ngày liên tiếp dòng tiền từ các quỹ ETF đều đang trong thái dương và dương rất là nhiều, tức là lên tới hàng trăm triệu đô la chứ không phải là 1-20 triệu. Và nếu như chúng ta check lại cái thời điểm thị trường điều chỉnh giảm hồi tháng 4 thì ngay sau đó các cái quỹ ETF cũng đã gom hàng trăm triệu trong suốt giai đoạn tháng 5 và ở tại thời điểm hiện tại thì có vẻ như là điều này đang lặp lại một lần nữa. Tuy nhiên thì mình cũng không khẳng định rằng là thị trường sẽ phục hồi tốt như đợt tháng 5, nhưng mà cái việc mà các cái quỹ ETF họ quay trở lại gom hàng cũng là một tín hiệu rất tốt cho thị trường. Nhất là trong cái thời gian vừa qua, thị trường đã chịu áp lực khá lớn đến từ những cái thông tin như MPGOS có thể bán hoặc là chính phủ Đức cũng có thể bán. Và cái dòng tiền mà đang hấp thụ lại những cái lực sell này chính là từ những cái quỹ ETF như những gì họ đã thực hiện với Grayscale. Thế nên là về mặt dài hạn thì mình, như mình đã nói với các bạn ấy, là kể cả MTGOS có bán xả toàn bộ số Bitcoin hay là chính phủ Đức có bán xả toàn bộ số Bitcoin của họ thì chắc chắn cũng sẽ bị thu mua lại một cách nhanh chóng mà thôi, khi mà số lượng Bitcoin hiện tại còn lại trên thế giới không còn quá nhiều và với một cái xu hướng bán ra thì chắc chắn là sẽ có một cái lực mua có thể khá là áp đảo. Trước khi đi vào nội dung chính của ngày hôm nay thì mình có một thông báo hết sức đặc biệt muốn dành cho các bạn. Với cái mục đích là có thể hỗ trợ các bạn bám sát thị trường trong giai đoạn sắp tới, cũng như chúng ta sẽ không bỏ lỡ những cái cơ hội đầu tư trong cái mùa tăng trưởng 2024-2025. Mình sẽ tổ chức một cái chương trình training kéo dài trong 3 ngày. Trong chương trình này mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách thức tư duy để chúng ta có thể có một cái mindset của một nhà đầu tư crypto chuyên nghiệp, những bí mật bơm thổi của nhà cái và đặc biệt là xây dựng một cái bộ công thức đầu tư giúp chúng ta có thể đầu tư tốt nhất trong giai đoạn sắp tới. Thì để tham gia chương trình này các bạn hãy click vào đường link ở bên dưới phần mô tả của video. Đặc biệt sau khi để lại thông tin thì các bạn hãy chờ đợi từ 5 đến 10 giây, sau đó sẽ có đường link để các bạn có thể tham gia vào nhóm cộng đồng của anh New Capital. Xin chào và hẹn gặp tất cả mọi người trong buổi training sắp tới. Chúng ta sẽ đến với thông tin liên quan crypto cuối cùng ở trong thời điểm hiện tại, đấy chính là thông tin liên quan tới chính phủ Đức. Thì trong khi những cái thông tin về chủ nợ MTGOS chưa có diễn biến gì mới, thì chính phủ Đức hiện tại họ đang liên tục có những cái động thái chuyển Bitcoin qua lại giữa các sàn giao dịch.
Cụ thể thì theo như báo cáo mới nhất đến từ Arkham thì vào lúc 6 giờ 45 tối ngày 10 tháng 7 thì địa chỉ ví của chính phủ Đức đã chuyển khoảng 3.000 Bitcoin trị giá khoảng 176,3 triệu lên sàn giao dịch Kraken, Coinbase và tổ chức OTC 139po. Và trường lại đó thì chỉ trong ngày 10 tháng 7 thì chính phủ Đức họ đã chuyển khoảng 8.853 Bitcoin tương đương với khoảng 520 triệu đô. Và đây thực sự cũng không phải con số nhỏ. Tuy nhiên có một tin vui đó là sau cái đợt dịch chuyển Bitcoin vừa qua thì chính phủ Đức hiện tại chỉ còn nắm giữ khoảng 15.110 Bitcoin mà thôi, tức là tương đương khoảng hơn 800 triệu đô la. Và với những cái đợt mua vào như trong thời gian vừa rồi thì các bạn có thể thấy rằng là kể cả chính phủ Đức có bán xả nốt số Bitcoin này thì cũng sẽ được hấp thụ hết thôi chứ không có vấn đề gì cả. Đấy là một cái thông tin mà mình cho rằng là các bạn không cần phải quá lo lắng về mặt trung hạn và dài hạn. Có thể trong ngắn hạn chúng ta sẽ có thể điều chỉnh thêm một vài ngàn giá, nhưng về mặt dài hạn thì mọi thứ đang thực sự là rất là ok và không có gì để chúng ta đáng phải lo lắng cả. Ok, thì đó là toàn bộ nội dung trong video ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn. Hy vọng là nội dung hữu ích và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.